여러분, 안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô lại giảng tiếp ngữ pháp bài số 8 nhá. Bài số 8 hôm nay là liên quan đến cấu trúc đôi câu thân mật và danh từ chỉ về thời gian, nghĩa là ê. Bài 8 bắt đầu đề của bài này là Jotusi Samsibune Chomsimun Mokoyo. Tôi ăn trưa vào lúc 12:30. Ngữ pháp thứ nhất, các bạn nhớ cho cô nhé, ngữ pháp thứ nhất của cái cấu trúc này là động từ tính từ cộng a yo và o yo là gắn vào sau động từ và tính từ, đúng không ạ? Là làm vị ngữ ở trong câu. Nếu như động từ và tính từ bỏ tà, nguyên thể của nó là có tà, đúng không ạ? Khi mà chia đuôi câu bỏ tà đi, có chứa nguyên âm o a thì ta cộng với là a yo. Còn nếu động từ tính từ có chứa u i o ư thì ta cộng với là Oyo. Còn nếu như động tính từ chứa là ha tà thì ta chuyển thành là heyo. Nó là đuôi câu có thể dùng đuôi câu hỏi hoặc có đuôi câu trả lời. Và cái đuôi câu này ý, là người Hàn Quốc người ta sử dụng trong văn nói rất là nhiều, và đuôi câu gọi là thân mật nhá. Ví dụ như ở đây là động từ sang tà. Sang tà ở đây là động từ sống, đúng không ạ? Sang tà thì ta cộng với ayo trở thành là sarayo. Ka tà, ka tà ở đây, ka tà ở đây, bỏ tà đi, có chứa nguyên âm a, đúng không ạ? Thì nhưng mà có chứa nguyên âm a khi có bát chim, như là sang tà đây là có bát chim, đúng không ạ? Thì ta cộng thẳng là ayo, ta cộng ayo vào. Nhưng còn ka tà, ka tà bỏ tà đi thì là không có bát chim thì ta cộng yo luôn vào thành kayo, đúng không ạ? Còn đây là động từ mộc tà, là động từ ăn. Mộc tà thì bỏ tà đi, có chứa nguyên âm o, chuyển thành là mokoyo. Và beu tà bỏ tà có chứa nguyên âm u thì chuyển thành beuoyo. Sư tà, cái sư tà đây nó là chứa nguyên âm ư, nhưng tại sao nó chuyển thành là o soyo, thì lúc đó sẽ chúng ta sẽ biết vào là trong cái này nó là động từ bất quy tắc, thì ư sẽ chuyển thành là o, chuyển thành là soyo. Ví dụ như là chữ in tà bỏ tà đi có chứa nguyên âm i, đúng không ạ? Thành trở thành là in coil. Còn lại là có động từ khủng bu ha tà, khi bỏ tà đi nó có chứa là ha tà, đúng không, trên này, đúng không ạ? Thì chuyển thành là khủng bu heo đấy nhá. Sang tà thành sarayo, kha tà thành kayo, mọc tà thành mọc coyo, peu tà chuyển thành peuoyo, sư tà chuyển thành soyo, in tà chuyển thành in coyo, cúng bu ha tà chuyển thành là cúng bu heo. Đấy, ví dụ như ở đây nhé, chi cư mua heo, bạn đang làm gì vậy? Telebi cho nướng phaio, đây động từ bô tà chuyển phaio, ha tà chuyển thành là heo. Chi cư muốn tung heo, bây giờ bạn đang tập thể thao thể dục à? Anio cho nhớ cơn mắc còi. Đấy là cái cấu trúc ngữ pháp một của bài số 8 này, là động từ tính từ nguyên thể bỏ tà đi, chúng ta phải lưu có chứa o và a thì chuyển thành là ayo. Nếu động từ có chứa u ui o ư chuyển thành là oyo. Còn nếu tất cả các động từ tính từ bỏ tà đi có chữ ha chuyển thành là heyo nhá. Tiếp chúng ta sang cái ngữ pháp thứ hai của cái bài số 8 này, danh từ về thời gian cộng với e, nghĩa tiếng Việt là vào, vào lúc. Đó, cái e này rất là nhiều nghĩa, nhưng trước mắt chúng ta sẽ hiểu xong cái bài số 8 này, nó là vào, vào lúc, nó đi với danh từ chỉ về sikan, ở đây là thời gian, đúng không? Đặt ở sau danh từ chỉ về thời gian tạo thành cụm trạng ngữ để chỉ thời gian điểm xảy ra hành động nào đó, đúng không ạ? Thì ví dụ như là miết xie chayo, miết xie chayo, miết xie ở đây là mấy giờ, đúng không ạ? E ở đây nó là vào, đúng không ạ? Và vào lúc, cha tà là ngủ chuyển thành là miết xie chayo, bạn đi ngủ vào lúc mấy giờ? John xie chayo, tôi hoặc mình đi ngủ vào lúc 10 giờ. Thì cái John xie ở đây là danh từ chỉ về thời gian, đúng không ạ? Thì nó sẽ cộng e này vào, chuyển thành là nghĩa tiếng Việt nó là vào hoặc là vào lúc nhá. Đấy là ví dụ tiếp thứ hai. On che un tung heo, bạn tập thể thao thể dục khi nào? A chi me un tung heo, nghĩa là tôi tập thể dục vào buổi gì? Vào buổi sáng. Thì a chi ở đây nó là về thời gian, đúng không nào? Mà yon si cũng là thời gian. Thì các bạn lưu ý giúp cô, cái e này nó rất là nhiều nghĩa, nhưng trước mắt của bài số 8 này là nó nghĩa tiếng Việt nó là đi với danh từ si can là thời gian, nghĩa là vào, vào lúc nhá. Đó, thì bài số 8 này rất là đơn giản, đúng không nào? Thì cô xin chào tạm biệt các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau là bài ngữ pháp của bài số 9 nhé.